Hello everybody. Okay, now we learn the new word first in unit 29. Application là bị chỉ noun. Artistic là bị chỉ attitude. Vengeance là bị chỉ noun. Complete là bị chỉ attitude. Designer là bị chỉ noun. Error là bị chỉ noun. Historic là bị chỉ attitude. Influence là bị chỉ noun, or là bị chỉ verb. Middle of nowhere, này chỉ phrase. My là bị chỉ noun. Minivan là bị chỉ noun. Ruin là bị chỉ noun. Lại nít là bị chỉ noun. Snap là bị chỉ verb. Strict là bị chỉ adjective. Travel agent, là nghĩa từ gió là bị chỉ noun. Grown up là bị chỉ verb. Stare là bị chỉ verb. Hello everybody. Okay, now we learn unit 29. Sightseeing in Thailand. Sightseeing là đa lên mơ tế kiếp. Nó Thái. There are so many things to see and do. Biên vầy vầy chỉ tràn đồng bầy mớ hai nâng thừa. Unscribble the letter to make correct word. Then write them in your notebook. Trước nó khăn ông miền này cứ bỏ nâng dồn ông bì khá hào thà thu infinitive. Nhưng bà tục rung bài form nó bên này. Vì có nó khăn ông miền này. Và cô ông nó khăn ông miền này cứ talking about a recent trip to a foreign country. Chân bồn mơ ní cư kì ao dương unscribble the letter to make correct word, then write them in the notebook. Mùi kì lô chạch bà mùi. Chân mì sma mò ấy nè. Mò mai ấy chân dọc. Ấy chân ní hãy xoay. Ní xoay kì. Ấy chân ní kì. Chúng phụ này tu tiên mớ ta dừng unscribble mớ ta ở dưới xoay. What are these activities? Ta sẽ cầm phiên tương ổn ní cứ chìa vậy. Write them in your notebook. So say phụ viết nộp nông notebook rồi bỏ nè. Which activity would you most like to do? Ta sẽ cầm việc mùi ná để nẹ chui chất phù một phần. Tell your partner. Bạp đầy cú rồi bọn nẹ. Chân phồn chăm sạp mớ. Rụp hiệp mối đó rụp hiệp buồn. Listen and answer the question. Mrs. Mom wants us to discuss where we would like to travel in Thailand during our school break. I would love to visit Thailand. There is a festival in northeastern Thailand I've always wanted to attend called the Soren Elephant Roundup. It would be awesome to see 300 elephants together in one place. That's a long time to travel. Not really. All I would need to do is take a bus to Old Smudge and cross at the border. In Thailand, I can get where I want to go by bus, train, or taxi. I hate to ride buses. I plan to fly. It's easier and not very expensive. Where do you want to go? Bangkok, of course. I want to see the Grand Palace and naturally to shop in the designer malls. Oh, how boring. I don't want to spend my trip walking from one store to another. Where do you wish to visit besides? I like to explore historic areas, so I want to see central Thailand. I think I would like to take a bicycle tour of the ruins in a Yuchir. End of tape script 10.29.1. Who does which activity? Write their name next to your answer for activity 2. Listen again and answer the question.
Why would Woody love to visit Thailand? Hai đồ bấy ban chia Woody trong từ lệnh và tế Thái. Vì would love nó mình là trong cho chất trâu cả. How does Hiền plan to get to Thailand? Ta Hiền miên cùng rồng tàu và tế Thái. Tận đó và tế Thái nó cứ mình là tại xã ấy. Chẳng mạch. 3. What does Hiang want to do there? Ta Hiang chong thua vay nửa tì nửa. 4. What does Woody not want to do? Ta Woody mình chong thua vay. Chân bì dô xung lô bạc sát. Nhưng dô đã hai đặc nọt này. Chị thô mà đá chứ tốt kì chẳng. Vậy thà what doesn't Woody want to do? Vì kì dô tầng soft form vi. Và cao chi xung lúa tạm đó. What does Bisset like to do? Ta Bisset trong thừa ấy. Mẹ chú chất thừa ấy. Chân bố này sẽ đạp xa lần quýnh đó hay chú lại xung lúa một khăn này. Rule of 2 plus infinitive. Mình thà thú bộ nâng infinitive. Infinitive mình thà kìa sắp đàn. The infinitive is the best form. Infinitive cứ chia tùm rộng đàn. Best form. Này kìa sắp hơi chỉ nhóm trâu ban kê phá chỉ môi nâng biệt thủ. Form biết cứ positive. I had to ride the bus. Thế nhóm mình cho chất chi lan trọng thì. Ride the bus. Phòng đá nhưng phá take the bus. Anh ấy ride the bus. Chỉ làm trong. Chứng to ride nghe hào thà to infinitive. Negative. I don't want to spend my trip walking from one store to another. Store nó mới là hàng cầm lệnh thông là store. Bờ shop cũng từ hàng không là. Bờ store với nhà nó tổ. Uses. 1. After some verb, trong dự thái infinitive hướng dương phá, bần to bi kê dạ sắp khắc, miền bi kê sắp 1. Trong nít trâu ca, would like, trong này nó would like, trong trâu ca nó. Ở dương mơ list nâu tùm phù hợp bi rồi học, chân miền kê sắp môi chùm luôn, nộp nông phía sau ông lế, cứ kê sắp nó cứ phá khẳng khao với cứ khao thu infinitive. I would like to meet the king. Nhóm chong chú prea phạc sẵn. To meet. 2. After adjective. Bần to bì con nền niềm. It will be nice to sleep there. Will on á. Đồng bây dễ chú. Nghĩa kê nhú. After question word. Bần to bì question word. Mình bị what, mình bị where, mình bị when nâng. À nâng dân pra thú. Infinitive. I don't know what to do. Chẳng lẽ cả nạc kê pra kê hào thà to infinitive. Nhưng pra tìm mối nào kê kê sắp vô chùm luôn. Mình want, mình need, mình would like, mình kê sắp xem như tiết. Tìm bí cứ bần to bì con nền hiểm. Tìm bấy cứ bần to bì question word. Chẳng nhưng pra to infinitive. Use the correct form pra tùm rung trăm trấu. Này kia rìa sắp nó không có cái trò. Nó bấy bóng bấy như rừng. I think khiếm cất thà ca đa lây mơ tới phiếp nó tì krong bằng có. Would be wonderful nâng ọ chà. There are so many things. Miên vầy vầy chỉ chán là mây mơ. Hay nâng phù. I love. Lại nâng dừng đại cái rai chì. Khiếm chui chất chì rất lớn. Để chết nhóm nâng rong chăm chi rật lờ. Cat a trend nâng mẹn chạp ấy cứ rong chăm chi rật lờ. Pi chùm nọt a các dân là thang airport. And write it into Bangkok. Hai nâng chi viết tàu tì krong Bangkok. It's a lot cheaper and quicker than a taxi ride. Without chiến á. Hai nâng lươn chiên ca chi tạ xì. Chẳng là chi rật lớn nó bị thao thái. Vì lươn chiên tạ xì tiệt.
My first day in Bangkok, ថ្ងៃដំបូងរបស់ខ្ញុំនៅទីក្រុងបាងកក I plan, ខ្ញុំមានគម្រោងអីគេនេះទៅញ៉ៃវត្ត I am, ខ្ញុំមានបំណង am នឹងមានបំណងអ្នកវកដើរហើយនឹងមើលអាហាង4000ហាងនៅតាមបណ្ដោយសុខុមវិតសុខុមវិត Mall Madi Mall ឈ្មោះហាងគេI intend, intend ក៏បំរុងឬក៏មានបំណង intend ចំណាយពេលវេលាទាំងអស់ the rest of my time roaming around various strange and interesting place ពាក្យថា roam roam មានន័យថាដើរដើរដើរលេងដើរយូរដើរដើរជុំវិញvarious នឹងគឺផ្សេងផ្សេង strength គឺផ្លែកផ្លែក interesting គួរចាប់អារម្មណ៍ចឹងកន្លែងកន្លែងគួរចាប់អារម្មណ៍នឹងផ្លែកផ្លែកផ្លែកផ្សេងផ្សេងនេះថតរូបដើម្បីចាប់ដើមខ្ញុំចង់មើលនេះ Grand Palace The Temple of the Emerald Buddha It is very spiritual place for Buddhistsspiritual spiritual នឹងមានន័យថានៃសាសនា spiritual place នឹងមានន័យថាកន្លែងសាសនាសម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា make a trip ធ្វើដំណើរដើម្បីទៅធ្វើសក្ការៈបូជា worship ធ្វើសក្ការៈបូជា next បន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ទៅលេងវត្តបរិវត្ត better known មានបីជាងតាមពុទ្ធ well knownជាងល្បីជាង David Beckham Temple វាគឺជាវិហារវាជា Temple ដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើដែលមាន Garuda ដែលមាន Garuda មានន័យថាលោកឡាយដូចនឹង David Beckham I just have ខ្ញុំគ្រាន់តែមានរូបថតនេះវាកន្លែងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំI'm dying នេះណាដូចចង់ចង់ទីចង់ខ្លាំងហ្មងចង់ចង់ងាប់ហ្មងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់មើលនៅក្នុងបាងកកគឺសារមន្ទីរអ៊ីរ៉ាវ៉ាន់មីយូសៀម Seoul Town and Art in Paradise អញ្ចឹងបងអូនចាំស្ដាប់ tape នេះហើយចាំមកពេញកន្លែងគេសក់មួយចោល Tape script 10.29I think sightseeing in Bangkok would be wonderful. There are so many things to see and do. I love to ride trains, so I'm going to catch a train from the airport and ride it into Bangkok. It's a lot cheaper and quicker than a taxi ride. My first day in Bangkok, I plan to shop. I aim to walk and look through all of the 4,000 shops along Sukhumvit's Mall Madness Mall. I intend to spend the rest of my time roaming around to various strange and interesting places to take photos. To start, I really want to see the Grand Palace and the Temple of the Emerald Buddha. It is a very spiritual place for Buddhists to make a trip to worship. Next, I want to visit Wat Pativat, better known as David Beckham Temple. It's a really interesting temple and has a Garuda meant to look like David Beckham. I just have to get a photo of it. Other places that I'm dying to see in Bangkok are Erawan Museum, Snow Town and Art in Paradise. នៅក្នុងនេះគឺបងអាចបំពេញជាគេហៅថា two infinitive. និយាយ I love to write.I plan to shop, I aim to walk, I intend to spend, to take photo, really want to see, to make, to visit, to look, to get, dying, to see. បាទបងអាចបំពេញតាមនឹងមកបើសិនស្ដាប់អត់បានលោកការបកប្រែបងអាចមើលសារវិញI want to tell you about ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកអំពី Choose three topics below and think about what you want to say
Work with your partner to give and ask for more information. Something you learn to do as a child but can't do now. Somebody you would like to meet. Nana mẹ đã chọn chuột. A sport you try to play but couldn't. Kê la mối để nẹ. Chi dùm lấy, còn bánh tay mình ạ. Để xin vay vay để nẹ thơ đồng bay xùm ra lùm hát bần to bị ngay đó sạc cầm. Cho nên ngay đó thơ ca dân sạc cầm là đồng bà. What you want to do this weekend? À vay để nẹ chọn thơ nó ngay trong sập là này. Something you need to buy soon. Away với đề nẹ trâu ta tính chậm chậm này. Why tourists? Mùa hạt đề nẹ tế cho một nông bật tế, một căn bật tế bọt nẹ. Chân cụ mơ là ní. I want to tell you, nhóm chọn bạp nẹ ẩm phí. Away với đề nhóm thuở đầm bay xâm rạ lòng há bọn to bị thang ngay đòi ca nghe ra lòng vạ mùi. Hạp đề. I like to sit under a tree. I like to khnhom chong on koi no krom dam chue muay and sing hai kat ampi ngay robo khnhom. Then banto mok khnhom chue chat mira chong take a long walk mira ka da ra wai muay around the lake nou chum veng bang and stop to have a cold drink. Hai chup hop phesecha cold drink. Cold drink xong là ta lời phê chạy tực rồi chân dữ là phê chạy đó mình chết dữ vấn á. Dân hào thật cold drink. Sometimes I try to forget. Chuyên cá khiêm chi dương phát ổng bí thay ngay rồi bọc nhau. Chân con át bọt mùi ní cứ sơ xê chỉ là cái này hào miền thu infinitive. Đi chơi to tell, to relax, to sit, to take, to help, to forget. Hắn hào to infinitive. Adventures with my dad. Cảm xong phần chỉ mùi nâng ở bốc rồi bọc nhóm. Match the word cụ con biết chỉ mùi nâng correct picture. Chỉ mùi nâng rụp hiệp trăm trâu hay nâng sổ xe phụ viên nâng nóng notebook rồi bọc nhẹ. Snap photo. Artistic person. Bungeon tree. Temple complex. Stair. Chẳng biết ta snap a photo mình này thầm bài tái. Snap a photo nó mình này ta take a photo. Thọt luôn. Artistic person. Artistic person mình này thầm bài tái. Chọn người ta mà nó khang sợ lạc bạc. Thì chọn người ta chiên cùng luôn. Banyan tree cứ đào mấy cái đào bộ. Temple complex. Cái temple complex mình này ta prasad bởi dương bỏ thật complete nâng viên là vì smoke smile tầm ta cái này cứ xùm đau ta lơ dương hào tha prasad chùm rốt nha prasad là chùm rốt nha nâng hào tha temple complex stair nâng viên này tha xùm lọt stair nâng cứ xùm lọt xùm lắng chứ bốn ai sẽ xê dô biệt thằng ổn nâng dô mô xê thằng cao nâng mắng. Read the story and answer the question in your notebook. Where did Pisat see Buddha had resting? Had away ban chi Pisat mơ khơi. Buddha had resting. Buddha nâng mê nê tha Prapput. Had nâng mê ra Prakesa. Prakesa. Chưa rest nâng mê nê tha mạch bởi dương bọ sa mánh kheo tha. Xong ra, ta biết Buddha had resting nó mình đây dòng mạch. Chúng phụ mơ ạ tập bọn này, phụ nâng vô lực biệt nâng. My dad and I went to several temples in Ayodhya, mình là Ayodhya, and Lumburi. Ở bốc rồi bọc nhóm, hai nâng nhóm ban tàu Prasad bị bày, nâu Ayodhya, hai nâng Lumburi.
Early on our first day, cho nên là ngay đồng bồn là bao giờ nữa. Cứ lâu ai dịch gì. It started raining, we chập làm phliếng. After watching, bần to bị mơ tật phliếng, riêng half an hour, tần lạc máu. My dad said, ba là bọc nhóm, ba này dây thả. I feel like going for a bicycle ride. Khiếm mi ở rộng đôi chi tàu chẳng là chỉ có mà. Want to come trong một tế. I enjoy nhóm cho chất riêng ẩm phí. Ancient nó cứ bổ ràng. Culture nó bọc thò. Bọc thò lại nó. Bọc thò bổ ràng. Hai khiếm mình trong khó khăn. Mình nâng nực rồi còn khó khăn. Các song bệnh đó cha mùi. Chỉ mùi nâng ba là bọc nhóm tế. So I said, để chết kiếm là dây thả. Sure, bất bất cẩn này. Chẳng lại những dây thông bình mạch. By the time, nó bê lắng, dương mộng đỏ, bà sát tỷ bày, bà tất chập đàm, signing, chập đàm một chân bình lưu, rẻ lắng. My dad, bà rà bọc nhóm, bàn dọ camera rà bọc quật chân mộng, hai cái chập đàm, snapping picture, chập đàm thọt rụt. Chẳng kia là sắp phải khỏi beginner dương ai buộc ing đôi cả là anh start chẳng dương buộc ing kia sắp mua chùm luôn prai càng khỏi kia sắp nó cứ buộc ing mỗi tiết cứ càng khỏi preposition thì start sign thọt rút này là prasad chùm bro. He is a very artistic person. Quát cứ chỉ chuyên cùng lũ cho người ta nhẹ khang sao là phải. Bật to mốc chỉ môi nâng click. With continue writing. Vì là click nâng lý dịch ca chết chứ ngắt. Đại dương bật to chỉ tiết. We visited dương bàn. Tôi lên bật sạp chỉ tràn một ngày nụ. Có bản tay để cho chất chi kê bọc nhóm nó cứ Wat Maha Thet. Wat Maha Thet. There is a light Buddha head resting. Miền. Chọn ra head nó cứ có ba lá. Vì trong gì thật bạc kê. Rồi bạc bạc đó thông. Đại rest đại xâm ra. Chọn ra đại xâm ra nó khlóng. Rưu chơ này đám. Đàm bộ chân mình đi thả rụp. Bạch kè nó cứ nâu. Mình đi thả nó chọp nâng đàm chơ mỏ. Rụp đàm chơ nè rụp đẹp. In another part, nó có nông phái mùi tiết này. The complex. Cứ chìa rồ. Cứ chìa rồ nó nghĩa là chùa. Này statue rụp chùm lại. Bạn mà có Praput đại kim liên các bạn đại kim liên bậc kẻ nhá standing cho hay là sầm lọ sầm lăng mớ rụng chùm lại khi mình ai trom wandering chngol away đại bàn cả lán chùm bố phụ về thế biking through ca chi cong cắt tam ai dịch xía cứ enable ai cho dớn mơ khơi. Vậy vậy, tôi chùm lại chỉ chẳng. Đại dương nâng khó khăn thua rầm lá rồi nông lán rư có rộng mọt. Vâng rồi đấy. Read the text again and add the sentences. And at the bottom nâng xa tiết hơi bằng thêm ví dụ tiếng ổn liệt. P a A đó là a D. Mình ra cái lãnh lịch mối đó lịch buồn. My dad is the type of person who doesn't mind, chẳng là mình vô to, getting wet. So we ran nó mình nói thay chua ran, chua là couple of bicycle con bí, and set out hay nâng chênh nằm nà, pedaling in the rain. Mình nói thay pedal nó cứ tàu, mình chập ra chênh nằm nà tàu không phiền, cắt phiền. Cycling through town, we saw elephant walking around.
colorfully decorated vehicle and lot of crazy statue of chicken. I recently returned from traveling in central Thailand. Everyone in the world hit jail and strike. Stop moving and give me your best smile. Chẳng còn ai do ví dụ nắng. Đó là sợ e sợ đi nắng còn nhiều tàu bùng bệnh. Chẳng còn chăm sạp thêm nữa. Hãy bùng bệnh tạm đó. Tape script 10.29.3. I recently returned from traveling in central Thailand. My dad and I went to several temples in the Yuchia and Lumbury. Early on our first day in the Yuchia, it started raining. After watching the rain for about half an hour, my dad said, I feel like going for a bicycle ride. Want to come? I enjoy learning about ancient culture, and I didn't want to miss a great adventure with my dad. I said, sure. My dad is the type of person who doesn't mind getting wet. So we rented a couple of bicycles and set off pedaling in the rain. By the time we reached the third temple, the sun had started shining. My dad took out his camera and began snapping pictures of the temple complexes. He is a very artistic person. Every once in a while he'd yell, stop moving and give me your best smile. Then, with a click, we'd continue riding. We visited many temples that day, but my favorite was Wat Mahathat. There is a large Buddha head resting in the roots of a banyan tree. In another part of complex are rows of headless Buddha statues. Standing and staring at the statues, I couldn't help wondering what had happened to them. Biking through Ayutthaya enabled us to see many odd little things we would have missed traveling in a car or a mob. Cycling through town, we saw elephants walking around, colorfully decorated vehicles, and lots of crazy statues of chickens. Rule for children. Chứng kỳ tha tớ kỳ sập dân mất bàn khảo chờ rắn. Chờ rắn cứ chứ tùm rốn kỳ sập đám này kỳ sập buộc ai anh chị. It can be positive, we are to positive going, rước còn negative not going. Chân bồn mơ từng ọc nía, ta chờ rắn kỳ pra mất bàn, nhưng hào vị chìa chờ rắn. Chờ rắn như đây là kỳ sập buộc ai anh chị, chân bồn trăm tiền mơ từng ọc mơ. Early on our first day in Ayutthaya, it started raining. Chẳng kể sắp hồi khỏi start bộ ING. After watching, mình là bình tố bì after, chẳng là preposition, kể sắp hồi khỏi preposition bộ ING. After watching the rain for about half an hour, my dad said, I feel like going for a bicycle ride. 3. Standing and staring at the statue, I couldn't help wondering what had happened to them. Biking through Ayutthaya enabled us to see many odd little things. We would have missed traveling in a car or remote. Use. After some work, mình tốt bí, kia giờ sắp lại. Mean start. Start nó cứ chập đàm. Miss nó khó khăn nữa nha. Stop, chop, continue, enjoy. Chẳng kể ai dùng mơ đưa tùm phố bì rồi học sập mối đăng nha. Tí bí cứ after preposition, bần to bì preposition. Tí bấy bần to bì cần xong clear 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 can't have. Can't have nó mình ai trom. Mình ai chui, mình ai trom. Clear kia. Don't mind mình dừng tỏ. Phía lại nó mình thì tha dựng bỏ xa máy hay mẹ rõm đôi chìa tam bất vị trí fresh clear kia thế. Mình là đôi chìa trọng nhớ nè. Phía lại nè. Ah, the subject chia bởi thiên lời bởi dụ chẳng lạc khả nạ bài bí.
Nhưng hào thật kỳ sắp buộc ai chi nó bế nó cứ chia chở chờ rằng use the gerund form of the verb in the book to complete the story. Write them in your notebook. Astonish, be, enter, give, grab, hide, hire, scram, see, spend, take, travel, visit, walk. Astonish, đây chỉ thuộc ở ngưỡng ngon lên astonish. Scram, sright. Grab nó thì cái chọc chặt ở dưới hai đứa đa lên cặp bầy đó hai ở chùa chứ do cây sập tình ơn nó do một bộ bình hay bộ thời trăm tha cây sập nó thằng cao việc bộ ai chí cây sập nó thầu pra thu infinitive bộ ai bộ bình nhạc tập bọn mình nâng nó cái này cứ crossword puzzle complete the puzzle with the word from the book write them in your notebook chẳng phụ ai phơi khuôn ai bàn thế việc thà round up nó mình thà promo đồng thế đi error error nó cứ dục sơ mày application cứ đặt việc xong càng nghe nó là application travel agent cứ đặt nghe từ cho many when mình đi thà lan từ cho thôn một chung thôn tôi chứ influence nó cứ mình ở đi bộ từ lời strict nó cứ mình đi thà tăng tay nhé là bị biến con niềm middle of nowhere là cái khả năng này cần lại nào muối mình cần lại nào muối chứ ngờ bọn ai mơ dùng mình này kì nè hai bọn vô biển nó vô một xì mà chứ bọn mơ ạ bọn mới nè read and answer the question whether would he have a trip to look forward to ta would he miền ca thua đồng ná lâu gần lại ná đồng bay tình tương lâu chậm chẳng là thua đồng ná đồng bay tình tương lâu chậm lâu gần lại ná chúng phụ ai an ở tập bọc nâng ở chưa rơi ta dừng thầu do thu infinitive rưu coi do chờ rằng ai từ lời kê sọng mùi chùm luôn đặc lại ní cứ rule of verb cái buồn này cho bạc kể là sắp để follow đòi chờ răn của bạn infinitive của bạn chứng kỳ sắp là ai follow đòi chờ răn của bạn rồi có infinitive của bạn chứng mơ tùm bò bì rối học sọc mùi kỳ sắp là ai follow đòi tiền tùm rung thằng phí đấy mình cạp lạc đồ ở thằng này thì begin chập đá for bit ham khuất in thế nâng bùm rung bùm non như nó start chập làm the bus started to move but then stop the bus start moving but then stop chân dân kỳ sao bạn nó như do chỉ infinitive của bạn chỉ chờ rắn của bạn some verb are follow kỳ sao là cứ follow đôi tùm rung pi còn tại ở tầng này này bị dục nó cứ plug đồ đi chỉ forget remember stop chân này với plug đồ mình I forgot to call khiếm plate tu rồi sắp tàu mạng rồi bọc nhóm lợi dụng nộp mình nói thà you wanted to do something but you forgot about it mình nói thà chẳng á nè chong thua vầy vầy có bần tác plate vỉa I forgot calling khiếm plate tu rồi sắp tàu mạng bọc nhóm dụng nộp mình nói thà you forget about a memory plate ca chong chám á plate mong vầy vầy đài nè bàn thua cà phía tay tạc cà chúng con mơ từng off nia nè nó không từng po pi rồi sầm rập pi rồi một pay cùng buồn bị liên tìm pay buồn nó cứ khi nào verb follow by children đây delay của cái phần địa p chạy trên của đợt ngày sai chẳng kỳ sắp na phải khỏi delay khi tàu buộc anh chị he discuss quật hiện san tàu với tê thái sầm rập ngày holiday bọc quật
chứng bốn mơ kê sắp thì ngọt nè ôi tập prai khẳng khói viết cứ bộ ai chị đi chị admit anh nhạc a why can have consider continue defend delay deny bây giờ consider nó cứ bị chàng là rồi cả chặt tục continue bằng to defend delay delay nó cứ bình dịp về deny nó phải sai discuss hiện xa dislike mình chơi chật don't mind mình vừa tỏ enjoy bình chật emerging from our mind involve keep keep nó bỏ ra lâu tài mình nó dừng bỏ ra lực rất là khó khăn postpone bình dịp về practice hạt read và thời suggest or dự bỏ tolerate nó cứ ọt một understand dừng trên kê sạp nào phải khỏi kê sạp môi trường luôn nó cứ bộ hành chị có phần tài bờ sân kê sập nó cứ follow đòi kê sập thì ngọn lý dừng ai chia vô chia chờ răng các bạn chị infinitive các bạn he tried to turn the car around mình đã có chị dùng bọt lán he tried turning the car around buộc ai chị các bạn ọt các bạn he recommend to do his homework he recommend remember he remember to do his homework remember nó tròn chặt he remember doing his homework. Chứng minh bị advice, nài nóm, allow anh nhát, begin chạp đám, cease, chốt, dread, ingerit, finish, finish, forget, need, quit, quit, những bỏ chốt đài, regret, socks đài, remember, start, stop, try. Chứng minh đi tha kỳ sập nó cứ bộ anh chi của bạn, ọt của bạn. Và xong ở con phố để bàn chân lại về với liếc mơ video lục lưu vì đảm đã chọn video nó cứ phần lật lá lùm bay chui phố ôn riêng xoay xoay nơi xa lá phố ôn mơ video lục lưu làng quỳnh nơi phê phố ôn tập lọc một phía xa lá phố ôn mơ phê nát các bạn bạn ở con phố ôn thường ọc liếc xoay chút mấy chùm riêng liếc phố ôn thường ọc liếc goodbye.